Nhà vườn hoa trà mi xin mến chào lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình lên đây là mình sẽ nói về chuyện một cái cây hoa trà mi mà trước đây là mình không tìm ra bệnh, thì hôm nay mình mới phát hiện ra cái cây có một cái bệnh. Thì mọi người xem video đây để mình nói luôn. Thì mọi người nhìn vào cái cây hoa trà mi bạch trà của mình này, cái này cái bạch trà này, mọi người thấy cái cây vẫn lên bình thường, mọi người thấy không? Cái cây vẫn lá đồ vẫn xanh tươi bình thường này, mầm nó vẫn lên. Nói tóm lại là cây vẫn lên bình thường, nhưng mà qua quá trình mình trồng á, mình cứ nghĩ nó là cái giống gì mà sao mà mình cũng chăm bình thường như những cây khác, mà sao nó cứ lâu lâu cái lá nó không chịu bung đọt mà nó cứ khô cái cành này. Nó khô mà giống như là bị dư phân đó, mà không phải, mình cũng không có bơm luôn. Lá cây thì cũng không có cái con sâu gì hết, không có rệp sáp hay là không có gì hết á, mọi người nhìn này. Không có gì hết nha. Thì mình mới phát hiện ra là cái cây mình nó bị dưới cái gốc cây, thì do hồi xưa mình trồng bắt đầu cái mơ hình như là chỗ này nó bị trục trặc kỹ thuật gì đó, nó bị trầy cái da này đó. Cái cây này á, lúc trước á, mình tưới hôm qua mình mới khơi ra được cái này, do lúc trước nó bị trít đất luôn, xong mình mới tháo từ cái chậu kia mình đổi qua cái chậu này. Thì hôm qua mình mới tưới cây, mình mới phát hiện ra nó bị sứt da chỗ này. Mà nó mà đã bị sứt da chỗ này rồi thì nó không có đủ cái dinh dưỡng nó truyền từ cái lớp da này lên. Riêng cây trà mi là nếu mà nó bị đứt lớp da này thì coi như xác định là nó không còn giá trị hoàn hảo nữa. Thì hôm nay mình tiến hành cái cây này, mà mọi người thấy nó ok không? Tất cả các mầm cây, ngay cái cây như đây này, mình bấm đây này, mình cào ra đây này, nó vẫn còn xanh này, này nó vẫn còn xanh nha, chứ không phải là nó hư, nó chết gì nè. Mọi người nhìn nè, mình quay gần nè, nó vẫn cái thân cây nó vẫn còn đưa chất dinh dưỡng lên xanh, và lá cây nó vẫn bình thường. Mà qua thời gian mình chăm tới chăm lui rất là lâu rồi mà mình không thấy nó phát triển, mình mới để ý tới cái cây này. Thì hôm nay cái cây này là mình xử lý nhanh gọn lẹ cho mọi người xem nè. Mọi người thấy cái cây đồ lá rồi vẫn còn ok không? Mọi người thấy lá đồ nó vẫn còn lên ok không? Nó vẫn còn lên theo cái kiểu nói chung này là nó vẫn còn lên, nó vẫn lên bình thường, nó không có bị ảnh hưởng gì hòa bình thế giới hết á, nó vẫn lên. Nhưng mà hôm nay mình sẽ xử lý cái cây này một cách triệt để luôn, mình không có tiếc, mình chỉ cho mọi người cách làm giống mình. Ở đây là cách của mình này. Đó, mọi người biết sao không, cái tính của mình mà chơi cây á, mà cái cây nào mà không lên ok thì mình có lên, còn cái cây nào mà không lên ok á mình cắt, mình làm lại từ đầu, mình không có tiếc. Giờ cái cây này nó có tốt tươi mấy đi chăng nữa thì giá trị của nó không còn, nên giờ mình quyết định là mình cắt. Mình cắt làm sao? Cắt cái cây nó bị lỗi, mình quay cho mọi người xem này. Mình chào các bạn. Chào mọi người, con chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn chứ. Nhưng mà tao lỡ nói tao thì thôi. Đây mọi người này, mọi người thấy không, cái thân cây nó một nửa nó đã ra đây rồi này, nó bị khô cây rồi này. Một nửa mọi người thấy không, bên này còn xanh này, một nửa bên này cái cây nó đã khô rồi này, mọi người thấy không? Sẽ ba là phải cây cái thế đó, trong khi là cây cây này nó vẫn lì này, nó vẫn xanh tươi như đúng rồi này, mọi người thấy không này, nó vẫn xanh tươi không có bị sâu luôn. Mọi người nhìn ở dưới cái cọng lá này, thường sâu rệp nó nằm ở dưới cái cành lá này này, riêng trà mi là nó không có nằm trên mặt, nó chỉ nằm ở dưới cái mặt lá ở dưới thôi nè, mình cầm phía dưới này thấy không? Đó, cây thì vẫn xanh tốt phải không, mà nó bị một nửa cây như vậy là thất bại. Đây, một nửa cây như vậy là
bị khô rồi. Bà Thất thấy bại. màu kỳ gì bà? Cây này là chăm có lên đẹp cỡ nào đi chăng nữa là nó cũng mất giá trị. Này. Nó bị khô cái cây, một nửa cái cây dưới này này mọi người. Nó bị khô nửa cây. Do bị tróc cái da này. Mà cái cây này là mình chăm, mình cố gắng mình chăm lắm á. Mình cố gắng mình chăm để cho cái cây nó phát triển á, mà mấy bữa là mình, do cái gốc này nó bị mình chôn lúc ở dưới đất luôn, mình không phát hiện ra nó bị trầy da. Do cái cây này lúc trước mình cũng mua lại của người chơi trà mây á, chứ không phải là cái cây của mình chiết ra. Cái cây này mà cái cây này là mình mua lại, nên là giờ chờ mình quyết định mình làm lại cái cây này, mình chăm lại từ từ. Cái này coi như vất. Bây giờ mình tiến hành mình bôi keo thôi, đâu có gì đâu. Bây giờ mình sửa lại một tí, mình sửa lại một tí rồi bắt đầu mình bôi keo thôi. Nó bị chỗ này rồi thì mình làm sao cho mình cắt cho nó đẹp luôn. Loại cái da xanh này lên luôn đi, nó ra cái nhánh này. Kềm này hôm nay nó lâu rồi mình không bấm quá, bị chết luôn này mọi người này. Rồi xong được rồi, ngắn nó rồi để cho nó còn lên. Ba không nhưng mà có này. Dùng cái keo liền xèo của Mỹ á, cái loại mà liền xèo này mình hay xài này, keo liền da đó. Bây giờ mình tiến hành mình tết keo rồi, mình cũng bôi nhiều rồi. Còn ít quá, mình đang mua hộp khác nữa chứ hết. Bôi lại cho nó khỏi bị cái con gì nó đục nữa. Và còn cứu vãn được ở cái khúc góc này thôi. Chứ bây giờ mình bỏ luôn cái cây thì nó quá tiếc. Cho nên là mình phải chăm lại cái cây, cái góc này. Mình giữ lại cái góc này cho nó lên cái mầm. Từ khi mà nó lên cái mầm rồi, nó lên từ cái mầm dưới này mà gửi phía trên này thì nó không còn lên đâu. Đi ta ra, để hướng. Kìa, mình còn ít quá. Đó, mình bôi cho nó liền cái da. Bị đỡ bị trùng những con vật khác nó tấn công vào, hay là nó bị thoái hóa do nước á, nó dính vào nó làm cho cái cây nó mục thêm. Nó liền cái da này cũng rất là hay. Cái này xuất xứ cũng nhập từ Mỹ, keo liền da này thì chắc mọi người ra cái tìm thuốc kiếm về cái cảnh đó. Phân bón thuốc trừ sâu gì đó thì chắc họ có bán, hoặc cái cành thì họ bán nhiều hơn. Rồi xong rồi các bạn, giờ mình tiến hành là mình mở cửa không con ơi? Cấp ba mở cửa không con? Mình chơi cây là mình làm là mình đừng có tiếc, mình tiếc là nó đoạn ngay như cái cây mình nó lâu lên lắm, nó bực mình không có được đẹp. Cảm ơn bác ba để cửa đi nè, tí lên á. Mình cắt xong rồi mọi người thấy không? Có gì đâu. Bây giờ mình tiến hành mình đem ra chỗ mát, thời gian là nó sẽ ra mầm nha các bạn. Giờ mình ra cho nó nằm yên cái vị trí này rồi, mình thời gian nữa nó ra mầm rồi mình sẽ quay lại cho tất cả mọi người xem nha. Ở video của mình cũng xin hết rồi. Mình xin chào lại tạm biệt tất cả mọi người.